Này là tôm tích hả con? Ồ, tôm tích hôm nay sao màu lạ lạ ta? Màu này màu cam à? Màu này đẹp chứ. Mấy anh với chú đem bỏ trên xe. Ờ, nhiều quá. Này nó cá chủa nha, quý cô chú gì. Tụi cô lại mua. Dạ. Rồi mới vô bếp cho mấy cái người sân cầu cho vô tôm hùm nó ăn. Đủ loại hết, tôm hùm ở phương. Mấy cô làm quen thao tác rất là nhanh luôn. Lạnh không cô? Lạnh hả? Con không run khang đây nè, con mặc áo mưa rồi con run khang đây. Thế nào? Cảnh sóng mà quý cô chú mà nhìn ở phía xa có hai anh trai đang bơi xuống ra ngoài. Sóng gió quá trời luôn. Dạ xin kính chào tất cả quý cô chú anh chị. Ngày mới thì kính chúc tất cả quý cô chú chị mình thật nhiều sức khỏe. Hiện tại thì em đang có mặt tại làng chài Tân Phụng thuộc Phú Mỹ tỉnh Bình Định. Và nó hiện cảm giác bây giờ khá là lạnh luôn. Do ảnh hưởng bão của chú anh chị. Cho nên trời mưa và mưa cả ngày từ hôm qua tới bây giờ. Hôm nay thì em sẽ đưa cả nhà mình đi chợ và dạo xem cuộc sống của người dân biển tại làng chài Tân Phụng. Dạ, phía trước màn hình thì bà con làng chài đang mua cá. Tôi nói cảm giác khá là lạnh luôn, rung rung luôn. Quý cô chú anh chị, bây giờ thì mời tất cả quý cô chú anh chị em cùng em mình tới mình xem buổi chợ buổi sáng tại làng chài Tân Phụng nha quý cô chú anh chị. Trời hôm nay mưa quá lớn. Cô ơi, cho con hỏi là giờ này chợ mình gần mãn hả cô? Ồ, mưa quá con đi mấy tiếng đồng hồ mới tới. Đi giờ mà bán hồ từ 1 giờ tới 1 giờ. Dạ, con đi 3 giờ mà bây giờ con mới tới nè. Đi luôn cái hả? Không, con đi quay phim. Dạ. Giờ là người ta mua đi chợ hết rồi hả cô? Ừ. Giờ còn mấy cô mà ngồi cắt cá gì cũng thấy cắt làm mồi hay làm gì đây? Làm chả. À, cá này làm chả. Có nhiều cá con thấy cá ngon đi hết, bây giờ còn cá lớn rồi. Giờ cá gì nữa. Ui ơi con đi mà lạnh quá, mưa quá. Từ trong Tuy Phước mà mưa ra tới đây luôn. Dạ trời ơi đi rung hang hang nè, con đi không hỏi đường nữa, con đâu biết đường. Con đi quay cảnh bà con mình làm việc nè. Chị mua cái gì đây? Chị đi làm cho người ta hả? Ồ, lạnh quá, chịu không nổi luôn. Thì con biết là chợ mình bắt đầu từ 1 giờ là hoạt động rồi, nhưng mà con đi không có kịp, mưa quá. Mà đường tối nữa không dám chạy. Dạ, trời mưa mù. Dạ, ồ, lạnh quá lạnh. Ra tới này mà rung khang rồi. Ừ, cái này cá ngát á. Dạ. Ăn không? Mua ăn. Rung muốn xỉu đây mà mua ăn. Không, cái nhất gì mà lỏng ngon quá lắm. Ừ. Em đâu rồi, ở đây đâu mà. Dạ. Nó có đâu rồi. Đây là vui. Không, em quay về đăng YouTube á. YouTube chứ em. Dạ. Ồ, cá ngát á, rất là ngon luôn. Chị gái mới bưng sọt cá ngát. Ồ, con gì nó còn sống à cô? Con đó con gì? Cá phấn hả? Ồ. Trời ơi, nó tìm đường ra kìa. Nó rơi rồi kìa cô. Lấy cát hả? Ồ hay quá ha.
rồi, mưa quá mưa. Mưa quá chịu không nổi. Wow, mưa quá lớn luôn. Mưa bà con vẫn hoạt động, vẫn đi làm luôn. Mặc áo mưa. Em được biết thì làng chài Tân Phụng thì rất là nhiều mặt hàng hải sản tươi ngon, mà giờ này chắc làng đã đi hết rồi quý vị. Như cô đã chia sẻ rằng người ta đi xóm mà để đi chợ. Ủa cô này cái gì vậy cô? Cô thấy từ từ giống cái bóng gì ạ? Cái này chỉ. Này làm chỉ. Dạ làm chả. Cái này kêu tên cái gì cô? Hứng. Cái hứng hả? À. Cái làm chỉ một cây. Dạ. Con nhìn từ từ giống như cái bóng hả? Biểu rồi cái bóng. Cái làm chỉ luôn. Dạ. Bây giờ cô như cũng đang cắt đầu đồ xong để về mà làm chả ha. Cô cái đầu như mình làm mồi cho mấy bè cá ăn được hả cô? Ừ. Dạ. Rồi cái đầu nó làm mồi á, nó mua nó làm mồi cho bè nhà cá ăn á. Dạ. Đưa cái lắc được. Ồ có con cá thiệt to luôn rồi cô. Ờ. À. Cá lớn quá. Ủa nó ăn con cá kia luôn hả? Cái nhỏ luôn. Cái này là mua mắc không cô? Cái này là 35.000 ký. 35.000 ký ha. Là cái này làm chả là cô nói là dai ngon lắm. Làm chế kéo sắp mới nhà. Dạ. Cái làm chế ngon. Cô có làm chả luôn hay là cô chỉ cắt cây thôi? Ừ, về tự làm chả luôn. Cô tự làm chả luôn. Dạ. Làm trực tiếp mua tại chỗ vậy mới có được đồng lời hả cô ha? Mình làm ngon nữa. Dạ. Cho mình lớn nổi nữa. Dạ. Mình làm tinh chất luôn, không phụng gì đó. Nguyên chất luôn á. Nhiều ra cá luôn á, trâu á. Dạ. Mấy ăn canh. Mình chỉ mấy ăn canh đồ á. Đó ăn canh đồ quá ha. Ừ. Để mấy ăn canh đồ đó. Canh đó bún rồi à. Cá này con thấy còn ngon, còn tươi ngon luôn á. Cái này mình chỉ ăn không để ăn là y bài luôn cô ha. Ở nhà mình tự làm, mình bán gì chữ ốc vua rồi, đâu có trộn gì đâu. Mình bỏ hành ớt vậy xong mình quét chả ha. Thì mình mới vừa mình mua lại á, người nó trộn gọi mẹ. Dạ. Nó trộn vô cái lò cho mình mua rồi, đâu có lò đó. Mà chủ yếu là chất lượng ngon cô ha. Mua mấy cái canh đó, nó ngon. Còn nó bé rồi mà lò này ăn phải trộn cái chỗ vô. Dạ. Trộn loại cái cỡ 10.000 20.000 ký rồi á. Ừ. Còn mình à vậy như ba cá loại 2 loại 3 đây cô ha. Kiểu là như vậy. Cô tự mua cá rồi tự làm chả nhà ăn luôn cũng như là bán luôn, bán món canh. Ủa, hôm qua giờ trời ảnh hưởng bão mưa quá mưa cô hả? Mình không sợ, không phong. Dạ. Phong, cái nắng không phong chứ. Ôi cũng nhiều quá, cũng nhiều nơi làm cá. Ồ, đa phần thấy bà con dùng cá thưởng làm cá rất là nhiều luôn. Bên kia cũng có nữa. Mưa gió quá, do ảnh hưởng bão cho nên hai ngày đây mưa nguyên ngày luôn. Miền Trung thì cũng bị chắc em nghĩ mà mưa mà tầm như thế này vài ngày nữa sẽ có cơn lụt của tháng 8. Thẳng xe xuống bốc hàng đi luôn.
Con đi lúc 3 giờ mấy mà tới giờ con mới tới, bà con mua hết mất tiêu. Con quay cảnh đẹp hả? Con đi nè, 1 giờ con mới đi bắt đầu trẻ nó vô. Dạ. Ở chỗ mình chủ yếu là dạ với mành đúng không con? Dạ, mành đúng quá đó. Nói cái nơi bữa nay nó trễ cho chắc 12 giờ. Cô đang làm mật cô chú anh chị. Ồ, đây là mình cúng núm mà đà. Ồ, cúng núm này to quá. Hôm qua tới nay mưa quá mưa cô. Hôm qua ở trong con cũng mưa cả ngày luôn, từ sáng tới chiều luôn. Ở trong con thì mưa quá mưa luôn. Cô đang làm một giờ này cũng thấy gì cũng ít, từ lúc 1-2 giờ mới hàng tươi nhiều con không? Bắt đầu 1 giờ là dễ đó rồi. Mành đèn lưới thưa đời dễ 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 cặp đủ gì đó đây là đủ vậy. Dạ. Mành người gì cũng cá. Con thấy là mành nhiều quá, thấy là mành quá trời luôn. Đây là dễ nha nhiều. Dạ. Dễ kèo nhiều hơn mà. Ồ, mực này của cô luôn hả con? Hả? Mực này nè. Mực nè. Đây là của cô mua luôn hả? Dạ. Mực lớn lớn không ạ? Cảnh sóng mà quý cô chú mà nhìn ở phía xa, xa có hai anh trai đang bơi thúng ra ngồi. Sóng gió quá trời luôn. Mưa như thế này công việc buôn bán bà con sẽ rất là khó khăn, rất là khổ luôn. Cái xe này là xe dùng để kéo hàng móc hàng vậy đó. Cô cái móc cái bóng đèn người luôn kìa. Cô thêm á, thêm vô khách. Đây là mấy cô đang phân loại quá trời hải sản luôn, đủ thứ các loại. Mấy cô phân rác ra thôi, còn hải sản thì bỏ chung vào, không biết là dùng để làm công việc gì ở quý cô chú. Ốc luôn quá trời. Này là giả cao được rồi phải không cô? Dạ, bây giờ mình lựa rác ra cô ha. Dạ. Mấy cô làm quen thao tác rất là nhanh luôn. Lạnh không cô? Lạnh hả? Con run khang đây nè, con mặc áo mưa rồi, con run khang đây. Dạ. Quá trời loại luôn, loại nào cũng có luôn. Cá, tôm tích, xong rồi ghẹ, cua, ốc. Chỉ là cô lựa mấy cái này bỏ thôi. Cá cào cào và bỏ trong những cái sọt như thế này vào rồi mới cô lựa.
nuôi biển tại làng cá Tân Cục thì rất là chắc của cô chú anh chị ơi, rất là chắc luôn, cho nên xe chạy thì ông nghe gì hết có lúc đi. May là mình đi còn kịp, còn cả bà con không thôi thì hết rồi đã không quay được. Ô, cung núng này hình như cung núng này là người ta chủ yếu là mua càng, còn phần mình thì thấy có mua, nếu mà có mua thì mua cũng giá rất là rẻ luôn, hầu như là bà con bỏ là nhiều. Ảnh hưởng bão dự báo thời tiết thì ở 3-4 ngày nữa thì mới hết, còn về sau thì cũng chưa có biết. Ngày hôm qua thì em có chia sẻ video của bà con ngư dân biển cập bến sau 10 ngày đánh bắt, và đáng ra thì chưa có vào bờ đâu cô chú anh chị, nhưng mà vì lý do là ảnh hưởng bão cho nên bà con chạy vào bờ và sau đó chờ khi nào mà hết ảnh hưởng, trời trong xanh lại thì bà con sẽ đi tiếp tục, chứ không thôi thì bà con cũng chưa có vào. Bắt ta xa bờ như mấy chú ngày hôm qua thì đi nửa tháng hay là 20 ngày, hôm qua là 10 ngày là mấy chú nó thì nhanh, vì lý do là do ảnh hưởng bão đúng của chú anh chị. Bà con miền Trung thì rất là khổ khi mà những vào những tháng mùa đông hay là những tháng lân cận như thế này. Không chỉ công việc diễn giả của ngành biển và những ngành trên bờ cũng vậy, rất là khó khăn, thậm chí thì nghỉ cả tháng ở nhà của chú chị, bây giờ đường xá thì vào mùa lũ lụt và nước ngập, nước lớn, xe đều không di chuyển được. Hầu như vào mùa đông thì bà con đều đang nghỉ ở nhà trong. Rất là nhiều. Em tới chậm cho nên quên không có quay được cái cảnh mà những hải sản tươi sống khi mà đi mặn vào búa của tướng thì ngon lắm, nhìn đã lắm, nhưng mà vì mưa quá em đi từ sáng sớm nhưng mà chạy 60 cây số, gió và tối nữa thì hơn 2 tiếng. Ô, có một con cá lạc. Chào chị, này cá lạc phải không chị? Hôm nay thì quá trời những sọt cá mà mình thấy là tan nát hết rồi, không biết cá này dùng để làm gì. Món này là mấy con gì, mấy con đẻn lị lịch đồ quá trời đầy đủ luôn. Mực đó không? Con cũng xem rồi, mực buổi tối vào là đẹp ngon lắm, nhưng mà mưa lớn quá con chạy không nhanh, con chạy hết tốc độ luôn rồi đó, nước cứ đập vào mặt thôi. Dạ, bởi vì giờ thì nó vừa chuyển thì sớm đó. Dạ. Hải sản tươi sống thì bà con tranh thủ mà mua xong rồi tới chợ để mà bán lại.
rồi, con chạy quá chạy mà không kịp. Chắc chắc bữa sau phải ở lại mới quay được cái cảnh đẹp như vậy. 4 giờ là hết nữa con. Nói chợ mình là chỗ làng chài mình mới 1 giờ bắt đầu là hoạt động thì dạ. Dạ. Sao cô? Ủa mấy con này mấy con gì vậy? Cá lao à. Ồ cá lao này mà sẽ nướng ngon lắm á. Ồ con nhìn cá lao mà con nhìn ở dưới nước là màu trắng. Mà lên này thành màu đỏ cho nên mình tưởng đâu cũng... cái gì đó quý cô chú anh chị. Bởi vì em cũng có đi lặn rồi. Xuống mình em thấy ở dưới thì màu trắng luôn, lên này thì nó màu đỏ. Ủa, cá này mà sẽ phơi rất là ngon luôn. Hơi ghệ nè. Ghệ ngon chưa? Thôi càng cũng đúng chưa? Mọi cá một cái lớn quá. Ủa, cá lao này sẽ phơi rất là ngon. Ủa mấy cái sọt cá đỏ đỏ người ta là chở ở đâu rồi? À, giống như cá chỗ bè, cá bè hả, cái gì ta? Ý là cá làm mồi phải không cô? Đi làm mồi hả? Làm mồi cho mấy cá trong nuôi bè đúng không? Dạ. Ờ, con tưởng đâu cá này sao ăn được? Ăn mà ăn được con người nhiều quá. Mình ăn là mình lựa những con mà còn tươi tươi mình ăn con không? Chứ còn đa số phần cá chỗ bè. Cá cho bè, cho những cái loại cá bốp hay là cá hồng người ta nuôi đó cô ha. Yeah. Cô kia có dây chuyền bằng đằng pin đẹp quá. Đi thôi một đi thôi mà đi thôi một giờ tới giờ là phải đem theo dây chuyền vậy đó. Này là tôm tích hả con? Ủa tôm tích hôm nay sao màu lạ lạ ta? Màu này màu cam mà. Màu này đẹp chứ. Này chắc kiểu hàng độc lạ màu đẹp toàn của biển không à. Ủa bên kia là cá gì vậy cô? Cá mặt ếch hả? Giống con ếch. Ồ cá mặt ếch. À con này hồi giờ con chưa gặp, con tựa tựa giống như cái đuối em vậy á. Không con ha, giống cái đuối em ha. Đây này có con cái đuối em ở trên này con. Đó. Cái đuối em là loại cá đuối nhỏ. Thường thường ở bà con thì gọi là cá đuối em. Ở trong con là đánh cá đuối không à, đánh câu kiều á. Ừ, này còn có cá lao nữa này. Cá lao sẽ phơi là ngon lắm đó con. Cũng nấm. Đây là những sọc cá. Như cô chia sẻ là đi làm mồi. Cá mồi. Chắc em nghĩ ảnh hưởng bão cho nên em có thấy tin tức đưa rằng thì miền Nam Sài Gòn cũng bị ảnh hưởng mưa gió cũng mấy ngày đây. Việc mưa mà kéo dài như thế này thì cũng là một công việc rất là cực cho bà con ngư dân biển canh coi thuyền cũng như là bơm nước đúng cho quý anh chị. Vào những tháng mưa bão mà không canh thuyền ghe để mà bơm nước là có nguy cơ là đôi khi là có nhiều trường hợp là bị chìm luôn đó quý cô chú anh chị. Nãy giờ con
con chưa quay tới chỗ cô mà. Cô vui tính quá. Cô hòa mình với biển cả mà. Ôi quá trời luôn. Để trình lịch lại đồ đầy đủ mặt hàng luôn. Dạ. Hình như là cô mua bằng đồng giá, sau đó mới cô lựa ra bán từng loại từng loại. Ồ, đây nè, đây là cá lao nè. Cá lao này khác cá lao nãy luôn. Ủa, cá lao này nó có nhiều loại lắm hả chú? Nãy con thấy màu đỏ. Cái này là màu đen. Hình như là lúc trước quý đi lặn xuống là có thấy cá lao này nè. Cái nào đi ra rửa. Những thao tác rất là nhanh luôn. Giờ thì thấy cũng thưa dần bà con ạ, kiểu là mấy cô lựa những giỏ hàng của giả nè, cô ngồi lựa và phân ghệ bể càng, mấy cô mấy chị ngồi làm mực, lột da mực. Bên này là có mấy cô mấy chị làm cá để làm chả. Rồi bên này thì cũng mấy cô và mấy chị để mà phân loại lịch trình đẻn đồ phân loại. Cảnh mà sáng sớm thì rất là nhiều, rất là nhiều bà con tới để mà mua, và cũng rất là nhiều những mặt hàng tươi ngon. Đặc biệt thì phải là hôm nay trời mưa, em di chuyển xe từ nhà tới làng chài Tân Phụng tầm 60 cây số, cho nên làm chậm thời gian là em đang không có kịp với chú anh chị. Bắp cán, bắp lịch. Hai cô gánh như một phi đá, ở bên dưới là có hải sản bên dưới. Nhìn cảnh mưa thấy thương bà con quá cô chú anh chị ạ. Dạ con đâu có biết đâu, vì bây giờ sẵn mùa đây nó báo mấy ngày luôn mà, cho nên phải đi luôn. Con tưởng đi buổi xe bên, con tính là đi ra tầm 4 giờ sáng là quay đẹp á, mà ai ngờ mưa, con đi tới 5 giờ mấy mới tới. Con trong đi Phước dự hạn đi quay nè, đi quay lên YouTube á. Ồ cá bò hả? Cá nó nhiều loại mà làm gì vậy cô? Cá chẹ. Nè
Mình trả luôn hả? Mưa cực quá con ha. Là cô đi từ lúc 1 giờ sáng hả? Mưa ở trong con là mưa ngày hôm qua tới ngày hôm nay là không có ngừng xíu nào luôn á. Đúng rồi cô, cũng như này cũng vậy luôn hả cô? Dạ. Trời mưa. Mình nó không có lớn, nó cứ râm 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 hoài luôn. Dạ. Mình 12 giờ rưỡi qua xuống bến. Hôm qua con đi cả ngày ở trên đề ghi á, đuối quá về nghỉ cho nên là dậy trễ. Gặp mưa nữa. Là công việc của xe kéo lúc nãy em có quay thì để dùng để kéo những chiếc xuồng lên trên bãi đó, cô chú anh chị. Xe kéo qua xuồng. Mấy chiếc này chạy rất là nhanh nha quý cô chú anh chị. Thì em có một thời gian ở tại làng chài Hải Minh đó. Cá này đi rượt cá luôn quý cô chú anh chị. Đuổi theo cá luôn. Xong hết rồi mấy cô. Giờ là muối xong về nhà hả? Dạ. Giờ là muối xong về. À cô chỉ mà con tướng nó bán rồi chứ. À là vô sông cầu luôn hả cô hả? Dạ. Ở đâu mà đi xuống đây lùng lợ? Con ở trong Tuy Phước. Dạ. Giờ đi chơi hay đi phóng viên? Đi con đi qua YouTube á. Dạ. Có chứ. Ồ đá trắng trắng tinh luôn. Đó, tụi cô lại mua. Dạ. Rồi mới vô bếp cho nó mấy cái người sân cầu á, dạ. Vô tôm hùm nó ăn. Đủ loại hết tôm hùm ở phương. À, những cá tôm nuôi bè là đặc biệt là trong sông cầu rất là nhiều. Mưa công việc làm mà cực quá cô ha. À, mưa công việc nó quất khỏe mà trời nắng nó cũng quất khỏe. Ra cái xứ này là cái bãi ngang. Dạ. Mà chưa bây giờ nước nó cạn vô hầu kia là sắn nó lên tới trên kia. Vô xe đi không có được. Dạ. Là phải là dùng tay bưng không á, chứ không có đi xe được. Bưng cá cho bưng hầu kia rồi, bây giờ làm xong rồi xe nó chắc đi nữa, chứ bưng gì nở nữa. Dạ. Ở Bình Định mình, miền Trung mình cực quá, nắng thì nắng cháy đầu, mưa thì mưa cả ngày cả đêm. Đi phải đi xuống sốt mà cá hàng ngon mới quay nữa chứ. Dạ. Hàng mực, hàng cua, hàng đủ thứ. Con đi lúc 3 giờ sáng nhưng mà mưa trời chạy không được luôn. Ở đây là nó không bớt chứ, một giờ đi nó đã vô rồi. Dạ. Con xuống này con phải làm miếng bút lê đủ loại mặt hàng. Dạ, thì hôm nay là lễ tới chợ thì con làm clip. Lít, lít. Con đi một giờ. Dạ, bữa sau con tới sớm hơn, bữa sau chắc con đi ở lại luôn. Bữa sau mà giờ bữa nữa ai chứ còn sau nơi thì tàu bẻ người ta chứ không về hết đâu. Bây giờ thì trời báo biển động bão nghỉ rồi. Nước không hả?
Mưa nước nhiều quá hả? Trời ơi, mưa nước kìa. Này phải dùng bình bơm, bình sạc bơm à. Trời, hai ngày nãy chắc mưa mình canh bơm nước cổ không á? Ờ, để lên đây là phải. Dạ. Và để dưới nước ở đây là mạch. Dạ. Rồi để ờ, ở trên bờ thì mình ít lo, cái nước mình phải... Đêm nay mới ở dưới... Điếu nửa đêm mặc dù mưa cho nửa đêm vẫn canh bồm á quý vị, tại là sợ là nước nó ngập vào máy trong đó là chìm nữa. Chìm chưa không? Dạ, yeah, chìm á, sóng gió nó lắc nữa mấy cái thúng là chìm. À, à vậy là mấy cái chiếc xuồng của mấy chú này là mùa đây thì bơm nước chịu không nổi, kéo lên luôn cho nó dạ. Đưa xuống lại đi. Ồ, trên kia có quán cà phê nữa. Con trong tiêu hước. Ờ, trên kia có quán cà phê luôn kìa. Cà phê làng trà Tân Phùng. Bác ha. Ồ, nước chảy khá là mạnh luôn. Thì nhưng mà khoảng 10 năm về trước á, thì mấy ông toàn là bơm tay thôi. Mà nay là... Dạ. Nay thì có nhiều sáng kiến hay ông ha. Dạ. À, đề luôn ông ha. À, như này thì rất tiện, rất khỏe cho bà con người dân biển. Mà ở trong con vào mùa đông á, bác thì lấy mấy miếng bông á, tủ lên luôn. Dạ. À, đúng đúng rồi. Tủ như vậy là khỏi bom luôn. Giờ mình chỉ mình canh coi sóng gió nó cày neo rồi thôi. À, vậy con chào ông nha. À, con chúc ông sức khỏe. À. Bây giờ vẫn còn những ghi giả vào luôn của cô chú anh chị. Ồ, ghi kia là mình không biết là. Ồ, cá dũa. Tới mình xem ha. Ồ. Ồ, cá dũa. Mấy anh với chú đem bỏ lên xe. Ờ, nhiều quá. Này là cá dũa nha quý cô chú anh chị. Bắt bỏ lên xe rồi chở đi bán. Con gió tiền miên. Ở miền Trung quê thì còn mùa nắng thì nắng mới cháy đầu luôn của cô chú. Tới mùa mưa là mưa phải nói mưa nước đồ đủ lục luôn. Mỗi lần nắng là cây chỉ là sống không nổi. Cô chú chị mình thấy cảnh rất là cực khổ, bà con làm vào mùa mưa như thế này quá khổ luôn, quá cực. Thì cũng kính chúc cho bà con thật nhiều sức khỏe, cũng như là mong thời tiết đẹp cho bà con làm bớt cực lại. Thì có lẽ video em cũng xin kết thúc tại đây. Hẹn gặp lại quý cô chú anh chị mình ở những video sau. Thì em cũng xin chúc tất cả quý cô chú mình nhiều sức khỏe, có một ngày mới thật là vui. Em xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý cô chú anh chị mình ở những video tiếp theo nhé.